Pì nòng Khương Điếp, khe rực mắn chủ quyền lãnh thổ an ninh biên trái quốc gia, nọc lực lượng biên phòng, cấp ủy chính quyền tỷ phương, pì nòng nhân dân tỏng vai trò chăn cần diếu, bầu sinh sồng số tem búng biên trái, ngòi sực tứng búng tôm sinh liền của tổ quốc. Trang lai pi quá, pì nòng cần dân búng biên trái của tỉnh Cao Bằng đà ao hử lai nguồn tin cần diếu hử bộ đội biên phòng. Tham gia tuần tra số bài tảng biên cột mốc, bầu cùng sực lì hết lèo đây bài chủ trương tàng lỏ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Vi Văn Long rú bàn hợp nhất xã Thống Nhất huyện Hạ Lan, đảng lý Sài Pì Nòng và dân quân trang bàn Pang Hưa bộ đội biên phòng, xe tấn lán thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID. Ngay từ lúc bị dịch COVID, đồn biên phòng Quang Long đã lập pét chốt tàng làn nửa tuyến biên giới do đồn quản lý. Vì tình hình số cần khảm biên trái phép, tà văn tay phức tạp. 6 triệu thị tàng biên do đồn quản lý, mê lạc kha tàng sáy, chính vì bệnh mà việc tàng làn số cần pê lao đồng trái phép hỏi mà. Lệ chăn khó có thể kiểm soát, chính vì bệnh mà đồn biên phòng Quang Long đã thành lập tổ công tác bổ sung xe bao xình kiểm soát số cần dân khảm biên trái phép. 6. Trách nhiệm và tình cảm của pì nòng cần dân say tham gia ngòi trực chủ quyền an ninh lãnh thổ biên giới quốc gia. Pì nòng nhân dân trang bàn đã Pang Hưa bộ đội biên phòng tấn lán. Nọc mà pì nòng cũng lập lý phát hiện báo Hưa bộ đội biên phòng lúc phát hiện số cần khảm biên trái phép xe tàng làn và ao bê cách ly rú bài trung tâm. Hôm nay biên phòng dừng lán thì thấy cái này biên phòng tấn lán hẳn bộ đội mình gọi cần lè pì nòng cần dân bài bản biên giới đà thân ca kia tấn lán xe tàng làn tứ bày kha tàng sáy bày quá Trung Quốc Pang Hưa bộ đội sẽ cả phát hiện cần tờ pì lao động bằng Trung Quốc trái phép hồi mà thì bây giờ vào cho đi vào cách ly. Bài pì quá, ý thức một việc tham gia tự quản tàng biên, mốc giới, đa chữ chăn, lè, nhu cầu là một tự hào của mọi cần dân biên giới. Mới lại vụ việc xảy óc rú biên giới, tông ca tranh chấp tôm tì, hết tàng vi phạm tàng giao thông và khảm biên, lè, khai thác lâm thổ sản. Xe đại pì nòng cần dân rú biên giới lập lý phát hiện và thông báo cáp căn xây bãi đồn biên phòng đấu tranh chăn đầy. Trang hạ pi quá, pì nòng nhân dân rú biên giới đã phát hiện cung cấp bộ đội biên phòng và chính quyền tỷ phương hơn lý xiên nguồn tin mì giá trị phục vụ hợp việc quản lý và ngòi trực biên giới. Các căn tuần tra biên giới đầy sở hà xiên bày 6-6 lít lam xiên lượt cần tham gia. Xe tì, phát tàng tuần tra đầy hơn xiên nâng lam bác bày 6-6 lít lam cái thiên tàng biên giới. Có thể phối pì nòng cần dân sông số biên giới bị vai trò chăn quan trọng trong việc ngòi trực chủ quyền an ninh lãnh thổ biên giới quốc gia. Bản Na Chào, xa Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa, con miền lệ huyện Phục Hòa, lệ tỷ phương, Bây Tàu tham gia phong trào tặng dân tham gia ngòi trực chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tứ Pĩa Xiên, Cầu Bác, Cầu Hạ. Tăng bàn thành lập tổ tự quản, hàng bươn, rù sang bươn bài nâng tổ chức sinh hoạt, tiềm tèo, bài công việc đà hết và bàn bạc ép lim xài xó bài hoạt động trang thời gian tiếp theo. Quá bài việc hết bệnh tì, ý thức của pì nọc để tài sung và tài sung trách nhiệm của mọi cần, chính vì bệnh mà thuần thái bệ hộ gia đình xài ép lim hưởng ứng ký cam kết tham gia ngòi trực chủ quyền an ninh biên giới. Ông Luân Văn Thành, con tỷ lệ bí thư chi bộ, trưởng ban Na Chào, xa Mỹ Hưng, cái này đang lý giữ chức trưởng ban khu dân cư Na Chào. Ông sẽ tham gia phong trào quản lý ngòi trực tảng biên cột mốc tứ Pĩa Xiên, Cầu Bác, Cầu Hạ. Sở Sang Thiết Pi, ông Vân Sơn Lý Lệ Cần Chăn nhiệt tình, vận động pì nòng, rú trang bàn tài lùng trách nhiệm cáp căn và chính quyền tỷ phương bộ đội biên phòng hết kiểu đây vai trò của cần dân trong việc quản lý và ngòi trực tảng biên cột mốc. Bà con dân dân ở cái xóm pì nòng cần dân xuống biên giới công việc lại tham gia bay tuần tra kiểm tra ngồi tàng biên cột mốc mì lăng mòn ảnh hưởng pì nòng lập lý báo mở hơi chính quyền rủ tổ công tác biên phòng thời kỳ tờ pì nòng cùng nhiệt tình tham gia xây sáu biên phòng xây căn phát tăng tuần tra biên giới cùng nhau là xử lý pì nòng cần dân xây Pang Hưa bộ đội biên phòng tăng văn bầu pH lầy hết
na tem cột mốc này công chính là lúc pin nòng ngài chắc đi đo tình hình xe cả hành mì lem mòn bấu chúng bấu đây rú nơi biên giới lè xe báo hơi bộ đội biên phòng xe lập lì xử lý bài nguồn tin của pin nòng sơn lì mi giá trị và nguồn tin từ cần dân lệ cơ sở xe bộ đội biên phòng xử lý. Do ngày tôi là một người dân xóm biên giới, là một người phụ nữ. Khỏi là cần dân rú biên giới, là phụ nữ sơ lý cắp căn và bộ đội biên phòng tham gia phát tàng tuần tra. Hàng bươn lù sang bươn bài nâng tổ chức. Bên đó phụ nữ bong khỏi vẫn lại là hết lấy nà rú tèm cột mốc này. Xa cả mì lăng bấu đây, dù mì cần là bê quá, mì vụ việc lăng xảy óc. Là bên đó bong khỏi xe thông báo hư tổ công tác biên phòng ngay. Bên ông phụ nữ bong khỏi xây mi số điện thoại của bài chủ bộ đội biên phòng vì bệnh lập lì báo cáo. Cho nên là rất là kịp thời báo cáo ạ. Quần chúng nhân dân bầu tài lùng trách nhiệm phố lầu xây tham gia ngôi trực chủ quyền an ninh biên giới đã có phấn ban hư chính quyền tỷ phường và bộ đội biên phòng quay ngại hơn trang công tác. Tỉnh Cao Bằng mi trực lý biên giới xam bác sao rít xam cái thìn địa hình chăn phức tạp. Chính vì vậy mà vai trò của pin nọng cần dân lè chăn quan trọng trang việc ngôi trực chủ quyền an ninh biên giới chào bên thế chân mắn táng giữ búng biên cương tổ quốc. Cái vai trò của người dân ấy thì pin nọng cần dân chính là chủ thể sẽ quản lý biên giới và cũng là hết đầy bà nhiệm vụ chính trị. Tông ca bà hồ phối thôn thầy mòn lăng công vì dân. Vì bên bong khỏi xác định vai trò của pin nòng cần dân trang quản lý ngôi trực biên giới là chăn quan trọng. Trang pin nòng xin nhiệt clip pin nòng nhân dân đã lập lì tham gia tuần tra, phát tàng tuần tra đầy 6 giờ xin lượt cần. Và pin nòng cùng cung cấp lại thông tin hư bộ đội biên phòng, xe đấu tranh phòng chống tói và bệnh hình tội phạm nơi biên giới. Nhất là trang giai đoạn tăng nước đang lý lồng mưu phòng chống dịch COVID, đơn vị xây tổ chức tuyên truyền hư pin nòng nhân dân tham gia phòng chống dịch. Đang chung tay phòng chống dịch bệnh COVID. Búng biên giới, biên đảo, chủ quyền quốc gia, bỗng tan biệt vai trò, lè ngôi trực mãn táng tổ quốc mà nhằm bị ý nghĩa cải luông trang chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước, quản lý ngôi trực chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bấu tàn là công việc của bộ đội biên phòng mà là nhằm lại sự nghiệp của tăng đảng, tăng dân và tăng quân của tăng hệ thống chính trị. Trang tỷ số biên giới vai trò của pin nòng nhân dân sơn lì giữ vị trí chăn quan trọng.